Chào các bạn, mình tên là Ngọc, mình đến từ Đà Lạt. Mình đang làm phỏng vấn về cuộc sống của mình làm khi làm du học sinh ở Mỹ. Mình làm học sinh trao đổi ở bang Colorado, thành phố Fort Collins. Cô thì rất là thân thiện, lúc nào cũng giúp đỡ. Nói chung mà mình hỏi gì họ cũng nhiệt liệt trả lời hết, không có cảm thấy là ngại ngùng hay là cảm thấy không trả lời hay là sao đó. Bạn bè thì họ rất là thân thiện. Nói chung là mình nghĩ là ở Mỹ thì ai cũng thân thiện, lúc nào họ cũng hi how are you, xong rồi lại nói một tràng luôn. Qua đó mình học được rất là nhiều thứ, mình biết cách sống tự lập hơn, rồi biết lo cho bản thân nhiều hơn. Bình thường thì ở nhà lúc nào cũng có mẹ hết, thì qua đó thì lúc đầu có lúc cảm thấy rất là cô đơn, tại không biết gặp khó khăn thì không biết kể cho ai hết, nhưng mà một hồi thì cũng biết tự cách nói chuyện với nhà host nhiều hơn, thì cũng chia sẻ được với họ hơn. Nên là cảm thấy mọi thứ là rất là dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc mới tới thì phải đi máy bay, bay qua Mỹ, là lúc đó mình cảm thấy rất là bất lực nhất, tại vì mình phải đi kiếm sân bay, và lúc đó mình vác theo rất là nhiều đồ nên chạy hiu, rồi mặc áo khoác bự nữa, xong tại vì người ta kêu là nên mang theo nên mặc theo những cái đồ mà nó nặng nhất chứ, lúc để đỡ ký vali á, xong nóng ơi là nóng luôn, rồi vét theo vali nữa, và đi kiếm ghê thì kiếm miết không ra ở cái Los Angeles airport, xong rồi phải đi hỏi, tại vì lúc đầu thì nghĩ là chắc hồi mình tiến tự ra thôi, nhưng mà cuối cùng phải hỏi thì họ rất là tốt, họ kiểu vừa hỏi xong cái là họ chỉ liền mình tới là mình kiếm ra liền luôn, nên là mình khuyên là các bạn nên mạnh dạn lên rồi hãy hỏi họ, tại vì mọi người rất là tốt của mình. Lúc đặc biệt là thấy mình ngơ ngơ như mặt vô học sinh kiểu đám cưới thì không biết nói sao, nhưng mà mình cảm thấy tất cả mọi thứ mà mình từ lúc mình đi đến lúc mình về, mình cảm thấy đều rất là đáng nhớ. Nó cảm giác như nó giống như là cả một cái quá trình mà mình thay đổi trong mình tốt hơn, thì rồi mình học được tiếng Anh nhiều hơn, thì mình nghĩ đó là nguyên một cái quá trình mà mình đã đứng như bây giờ. Chị là Hờ Hương, mẹ của bé Ngọc, một học sinh vừa tham gia chương trình trao đổi văn hóa Mỹ. Bé vừa trở về cách đây một hôm, ngày tối hôm qua. Dự định sáng mai sẽ cho bé đi phỏng vấn. Chị được sự hỗ trợ của Edubat nên là chị không thấy khó khăn gì. Các bạn hướng dẫn rất là chi tiết và dễ hiểu nên là cũng không gặp khó khăn gì. Tất nhiên là mẹ thì luôn luôn lo lắng cho con, nhất là giai đoạn đầu thì mình cũng có liên lạc với gia đình của bên Mỹ, thì nói chung họ cũng rất tốt bụng và cũng an ủi mình, và mình cũng có nhờ vả họ giúp đỡ con mình. Trong thời gian bé học thì dĩ nhiên là cũng sẽ có những cái khó khăn, có những lúc bé cũng mệt mỏi hoặc là bé nhớ nhà, thì cả hai mẹ đều động viên bé. Hiện nay thì thấy bé trưởng thành hơn, chững chạc hơn, tự lập hơn và biết lo cho mọi người. Nên là cái điều đó mình rất là vui. Và mình nghĩ là khi bé đã đi một lần đầu thì đã có kinh nghiệm để mà đi lại hoặc là để sắp xếp tất cả những cái vấn đề mà tự thân mình tự đi học. Nên là cũng đã giảm bớt những cái lo lắng. Tuy nhiên bé cũng còn nhỏ nên tất nhiên là mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho con. Nói về Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh rất là chu đáo và thông minh,
chuẩn bị cho hai mẹ con rất là chi tiết và thường xuyên nhắc nhở những cái vấn đề mà phải chuẩn bị. Trong quá trình bé ở bên Mỹ thì chị cũng có liên hệ với Quỳnh Anh, những lúc mà bé cần giúp đỡ thì Quỳnh Anh đều hỗ trợ rất là tốt. Thì chị cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện cho bé được trải nghiệm một năm ở bên Mỹ thông qua chương trình này. Xin chào.